Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tháng 9 năm 2020, cảnh sát thành phố Thái Nguyên bắt giữ doanh nhân giàu có họ Ngô. Ngô hơn 40 tuổi, sự nghiệp thành công, tài sản bạc tỷ, gia đình đầm ấm. Nhưng cái lốt hào nhoáng này không thể che đậy được tội trạng giết người vào 21 năm trước. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, cảnh sát thành phố Thái Nguyên Sơn Tây Trung Quốc vây quanh một chiếc xe hơi đắt tiền trên con phố Sầm Uất, ngồi trong là đôi vợ chồng doanh nhân họ Ngô. Người phụ nữ hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông chồng bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ thường. Cảnh sát lên tiếng, đừng nói dối nữa, anh tên Hướng Dũng, 21 năm trước đã giết một người phụ nữ cùng thôn. Ngồi trong phòng thẩm án, Ngô thừa nhận thân phận thật sự của mình là Hướng Dũng và hành vi giết người 21 năm trước. Thế nhưng, Ngô cho rằng mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Người hắn giết là Trương Khiết, một phụ nữ đã có gia đình sống cùng thôn ở Tứ Xuyên. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện trên người nạn nhân có rất nhiều vết chém. Điều này chứng tỏ hành vi giết người của Ngô không phải ngoài ý muốn hay tự vệ. Theo đó, người đàn ông này đã nói dối. Sáng ngày 10 tháng 6 năm 1999, tại một thôn làng thuộc quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, Tứ Xuyên, một tiếng hét cứu mạng vang lên thất thanh. Dân làng chạy theo tiếng hét đến nhà của Trương Khiết. Bà Lưu, mẹ chồng của Trương Khiết chạy qua phòng con dâu kiểm tra thì cảnh trước mắt khiến bà như muốn chết điếng. Toàn thân Trương Khiết chỉ còn bộ đồ lót nằm trong vũng máu tươi đang thoi thóp. Bà Lưu chạy đến ôm con dâu mà khóc lớn, van nài người dân đưa con dâu bà vào viện. Thế nhưng Trương Khiết đã chết vì mất máu quá nhiều. Người chồng đi làm xa biết tin thì tức tốc chạy về, cuối cùng chỉ nhìn thấy thi thể vợ nằm trên giường bệnh lạnh lẽo. Cảnh sát lập án điều tra, may thay, trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Trương Khiết đã nói ra một cái tên Hướng Dũng. Đến khi cảnh sát tiếp cận thì Hướng Dũng đã cao chạy xa bay, kẻ nghi phạm như thể bốc hơi khỏi thế gian này. Cảnh sát mở rộng truy lùng cũng không thấy đâu. Thời bấy giờ không có camera, không có nhận diện gương mặt, cứ như thế Hướng Dũng đã biệt vô âm tín tận 21 năm. Hướng Dũng trốn chạy đến nhà một người quen, hắn đã nói ra sự thật giết người nên phải chạy trốn. Họ hàng không những không khuyên Hướng Dũng ra đầu thú mà còn cho hắn 30 nhân dân tệ, hơn 100.000 Việt Nam đồng để làm lộ phí chạy càng xa càng tốt. Hướng Dũng đến thành phố Miên Dương, suốt chặng đường hắn phải trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng hắn chấp nhận sự cực khổ này vì sợ ngồi tù, càng sợ cái chết đến với mình hơn. Thời gian ban đầu, Hướng Dũng không liên lạc với gia đình vì biết cảnh sát luôn trực chờ để bắt hắn. Thế là hắn quyết định rời đi thật xa, cuối cùng chạy đến thành phố Thái Nguyên. Tại đây, Hướng Dũng đổi họ thành Ngô, hắn sống dè dặt hơn, tìm công việc, vứt bỏ thói lười biếng trước đó mà chăm chỉ làm ăn. Mấy năm trôi qua, Hướng Dũng đã có khoản tích lũy nhất định và quyết định tự kinh doanh với nghề sản xuất đồ gốm. Kinh doanh như cá gặp nước, Hướng Dũng giàu lên trông thấy, trở thành ông chủ lớn mà người người phải nể trọng. Có tiền, có quyền, Hướng Dũng lấy vợ và sinh được 3 đứa con. Cuộc sống trong nhung lụa, gia đình hạnh phúc, Hướng Dũng đã quên mất quá khứ, quên đi cái ngày hắn giết một người phụ nữ ở quê nhà. Hướng Dũng đã quên đôi tay mình từng nhuốm máu, nhưng gia đình người bị hại không hề quên. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cảnh sát đã đồ họa được gương mặt của Hướng Dũng và bắt đầu truy lùng trên phạm vi toàn quốc. Đương nhiên, quá trình này diễn ra rất chậm vì chỉ có một bức ảnh đồ họa làm manh mối. Tháng 9 năm 2020, cảnh sát phát hiện ở thành phố Thái Nguyên có một người đàn ông họ Ngô rất giống với tướng mạo của Hướng Dũng. Sau đó, cảnh sát đã cưỡng chế bắt giữ Ngô vào ngày 30 tháng 9. Dưới áp lực tù tội, hắn đã thừa nhận hành vi giết người năm xưa. Được biết, Trương Khiết là người phụ nữ đã kết hôn và có đứa con gái. Chồng đi làm xa kiếm tiền vì muốn cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Trương Khiết xứng đáng là vợ hiền dâu thảo, người trong làng ai cũng khen ngợi. Hướng Dũng lại là tên đàn ông chỉ biết ăn không ngồi rồi, thích làm những chuyện lén lút bậy bạ. Hơn nữa, hắn còn từng đào ngũ và bị bắt vì tội trộm cắp. Người trong làng không mấy thiện cảm với hắn. Theo cảnh sát điều tra và đưa ra kết luận, Hướng Dũng đã đột nhập vào nhà Trương Khiết để ăn cắp tài sản, đồng thời có hành vi cưỡng hiếp cô. Trong quá trình phản kháng, Trương Khiết đã bị Hướng Dũng dùng dao chém nhiều nhát vào người. Theo đó, Ngô, tức Hướng Dũng, đã phạm tội cố ý giết người.
Biết mình không thể trốn tội, Ngô đã nhờ vợ nhiều lần tìm đến chồng của Trương Khiết dùng tiền để đổi lại đơn xin miễn truy cứu và giảm nhẹ hình phạt. Chồng của Trương Khiết hiện tại đã có gia đình mới, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn muôn phần. Trước cái lợi to lớn của đồng tiền, anh ta đã bị dao động. Cuối cùng, Ngô đã có được đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ gia đình nạn nhân. Số tiền mà hắn phải trả là 400.000 nhân dân tệ, hơn 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hướng Dũng bị tòa án phán tù chung thân, tước hết mọi quyền lợi công dân. Phần đời trong tù còn lại của doanh nhân họ Ngô phải trả cho những gì mà hắn đã làm. Con người sau bao nhiêu cố gắng cũng chỉ mới khám phá được chưa đầy 5% những gì ẩn chứa trong lòng đại dương. Mà đôi lúc có những thứ đã được khoa học tìm ra, nhưng đối với người bình thường vẫn hoàn toàn mới mẻ. Ví dụ như con cá trong ảnh dưới đây, nó đã từng khiến cư dân mạng phải một phen điên đảo, tưởng chừng cá trong đại dương sắp tuyệt diệt cả rồi. Lý do là vì thịt của nó có màu xanh ngọc, giống như nước biển chứa chất độc gì đó, rất kỳ lạ vậy. Được biết, con cá thịt màu xanh này do một ngư dân bắt được vào hồi tháng 3 năm 2017. Vì thấy màu sắc con cá quá kỳ lạ, anh quyết định đăng lên Twitter và Instagram để rồi tạo nên một cơn bão mạng. Nhiều người tỏ ra trầm trồ kinh ngạc, số khác thì tỏ ra lo ngại, không hiểu màu sắc này có an toàn và có phải là hệ quả của quá trình biến đổi khí hậu hay không. Nhưng sự thật thì đây là một loài cá có thực ngoài đại dương. Chúng có tên là Lingcod hay cá mú bông và là một trong những loài cá đặc biệt nhất trên hành tinh khi có màu xanh trong thịt. Loài cá này thuộc họ cá xanh, Greenling, với tên khoa học là Hesperomidae. Chúng là loài bản địa tại Bắc Mỹ, sống trong các rìa đá của bờ Tây với độ sâu trải rộng từ 10 đến 100 mét. Với kích cỡ khá lớn, thường đạt 70cm, thậm chí lên đến 1 mét, Lingcod là một loài săn mồi khá ấn tượng. Chúng có thể ăn gần như tất cả mọi thứ, miễn là nhét vừa cái miệng tưởng như không đáy ấy. Kẻ thù duy nhất của cá Lingcod là sư tử biển, hải cẩu và bàn tiệc của con người. Trên thực tế, không phải cá Lingcod nào cũng có màu xanh. Các thống kê chỉ ra rằng có khoảng 20% sở hữu màu sắc đặc biệt này. Còn thông thường, thịt của Lingcod chỉ có màu trắng nhạt. Lý do nằm ở chế độ ăn của chúng. Thường xuyên ăn các loại thực vật chứa nhiều diệp lục. Tuy vậy, cơ chế biến màu này hiện vẫn còn là bí ẩn với khoa học. Theo Milton Love, nhà sinh học từ Đại học California, Santa Barbara, một loại sắc tố kỳ lạ tên Polyvinyl có vẻ như là thủ phạm khiến huyết thanh trong thịt cá chuyển màu. Nhưng tại sao chỉ cá Lingcod có cơ chế này thì chịu? Ngoài Lingcod, hai người anh em họ của nó là cá đá xanh, Ringling Rock và cá tảo bẹ xanh, Cap Ringling, cùng loài cá bống Carpazo đôi lúc cũng có thể biến đổi màu thịt cũng với lý do trên. Về chất lượng thịt, các chuyên gia cho biết thịt cá xanh cũng không khác gì so với cá thường cùng loài. Màu xanh này cũng sẽ biến mất khi cá được nấu chín. Sự khác biệt chỉ là cá xanh thì hiếm nên nó đắt hơn thôi.